Ô tô đi qua đoạn đường ngập nước thì chết máy. Tài xế tá hỏa khi thấy thứ đình đập bên dưới. Mới đây, cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống thú vị của một tài xế ô tô khi xe chuẩn bị đi qua đoạn đường ngập nước. Theo đoạn clip ghi lại, nam tài xế điều khiển ô tô của mình đi vào đoạn đường vắng người qua lại. Đáng nói, khi chiếc xe đi đến một đoạn đường ngập nước thì bất ngờ chết máy. Nam tài xế lúc này cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường nên khoan xuống xe kiểm tra. Tiếp đó, nam tài xế dùng chai nước có sẵn trên xe và ném mạnh xuống vùng nước này. Ngay sau đó, sự việc khó tin đã xảy ra khiến nam tài xế không khỏi bất ngờ. Cụ thể, từ dưới vùng nước, một con cá sấu quẩy đuôi mạnh rồi vùng vẫy trên mặt nước. Tình huống này được nam tài xế quay lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng không khỏi bất ngờ với tình huống đặc biệt mà nam tài xế này gặp phải. Dân mạng để lại những bình luận như sau: tài xế này kiểu đang chơi trò vượt chướng ngại vật ấy nhỉ? Trò này không phải ai cũng dám chơi đâu nhé. Cái tôi muốn xem là cách xử lý của tài xế, anh sẽ điều khiển xe đi tiếp hay vòng lại đi đường khác. Bác tài xế có kinh nghiệm đi đường quá nhỉ? Thấy có điều bất thường dưới vùng nước là y như rằng bác tài kiểu đang đi đường thì thấy túi Gucci di động, chắc mang về tặng vợ thôi. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.